Tuần qua, chúng ta đã được chứng kiến cơn sốt do Hogwarts Legacy mang lại. Tất nhiên, người thương kẻ ghét có đủ cả, nhưng mà dù lâm xùm thế nào thì mình cũng không thể phủ nhận rằng đây là một tựa game hay ho và thú vị, xứng đáng chơi đi chơi lại nhiều lần. Bên cạnh đó, cũng bởi vì game được thực hiện dựa trên thế giới phù thủy nổi tiếng của Harry Potter, nên có không ít game thủ trong lúc trải nghiệm đã vô tình tìm được khá nhiều Easter Egg thú vị trong trò chơi có liên quan đến người anh em Harry Potter của nó. Thế là một cuộc thi săn trứng phục sinh trong Hogwarts Legacy ra đời. Và hôm nay, hãy để mọt tôi tổng hợp lại cho bạn top những Easter Eggs thú vị được người chơi tìm thấy trong Hogwarts Legacy nha. Bắt đầu thế nào? Logo của Hogwarts Legacy. Thật ra, trong chính logo của Hogwarts Legacy đã có một Easter Egg cực kỳ nhỏ mà bạn có thể chưa biết. Theo đó, trong logo của Hogwarts Legacy có hình ngọn lửa nhỏ nằm trên chữ W trong từ Hogwarts, và thiết kế này có dụng ý riêng của nó. Nếu bạn để ý, khi các nhân vật sử dụng phép thuật cổ xưa, các ma thuật sẽ xoắn lại tạo thành hình ngọn lửa giống hệt như ngọn lửa trong logo. Có vẻ như nhà sản xuất đã spoil hẳn nội dung cốt truyện từ lúc tung logo mà chúng ta không hề để ý chăng? Thư sắm. Trong Harry Potter, đám học sinh ở Hogwarts thì chẳng đứa nào có đam mê nhận thư sắm. Điển hình là trong tập Harry Potter và căn phòng bí mật, Ron Weasley đã xanh mặt khi nhận được lá thư sắm chứa đựng những lời yêu thương của bà Molly, trong khi các học sinh khác thích thú cười nhạo khi cậu bị mẹ mắng. Và trong Hogwarts Legacy, nếu đi dạo trong khuôn viên trường Hogwarts, bạn sẽ vô tình bắt gặp cảnh một cậu học sinh bị lá thư sấm mắng té tát rồi tiêu nghĩu bỏ đi. Ác hẳn đó cũng là những lời nhắn gửi tâm tình đầy yêu thương của gia đình cậu ta rồi đấy. Tiệm trang phục Latrex. Nếu muốn mua quần áo mới ở Hogwarts, bạn chắc chắn sẽ phải ghé qua tiệm quần áo Latrex ở làng Hogsmeade, nằm gần trường phép thuật Hogwarts. Người chủ của nơi này là Augustus Hill, một chuyên gia về quần áo và các phụ kiện dành cho giới phù thủy. Và chắc các bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng tiệm trang phục Latrex này đã từng được nhắc đến vài lần trong loạt tác phẩm Harry Potter. Cụ thể hơn là cửa tiệm này đã được xuất hiện trong bản quảng cáo ma thuật ở trận chung kết Quidditch thế giới. Ngoài làng Hogsmeade thì cửa tiệm này còn có nhiều chi nhánh khác ở London và Paris. Cuộc nổi dậy của yêu tinh. Cốt truyện chính của Hogwarts Legacy xoay quanh cuộc nổi dậy của các yêu tinh dưới sự cầm quyền của Ranrock. Các fan Harry Potter cũng phát hiện ra rằng đây không phải là lần đầu tiên mà đám yêu tinh nổi dậy chống lại giới phù thủy. Cụ thể là trong truyện có đề cập, vào năm 1612, một cuộc nổi dậy của yêu tinh đã nổ ra và trụ sở chính của quân phản loạn khi đó là một quán trọ ở làng Hogsmeade. Vì Hermione không giải thích rõ đó là quán trọ nào nên có thể đó là quán ba cái chổi hoặc đầu heo. Yêu tinh Peeves. Với những fan Harry Potter thì Peeves là một trong những yêu tinh thú vị với những trò nghịch ngợm tai quái thường xuất hiện trong khuôn viên trường Hogwarts. Và đương nhiên là nhà sản xuất không thể nào quên nhân vật thú vị đó khi xây dựng Hogwarts Legacy. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp Peeves trong khuôn viên trường và thấy ông ta bày những trò nghịch ngợm trêu chọc những cô cậu phù thủy chân ướt chân ráo mới vào trường. Ngoài ra, trong các nhiệm vụ chính, không ít lần nhân vật của người chơi bị con yêu tinh này phá rối. Gwendolyn lập dị. Trong thế giới Harry Potter, Gwendolyn là một phù thủy người Anh lập dị sống ở thời Trung Cổ. Cô nàng này được ghi nhận với kỷ lục bị người dân bắt đưa lên giàn hỏa hơn 47 lần vì can tội là phù thủy. Nhưng không phải vì Gwendolyn bất cẩn, mà chỉ vì cô ta thích tận hưởng cảm giác được ngọn lửa ấm áp vây quanh người. Trong Hogwarts Legacy, bạn sẽ nhìn thấy bức tranh vẽ cảnh Gwendolyn đang đứng giữa ngọn lửa trong căn phòng dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Đám khoai ma ầm ĩ. Khoai ma, Mandrake hay Mandragora là loại thực vật có khả năng giúp những người hóa đá trở về trạng thái ban đầu. Nhưng khả năng lớn nhất của tụi này là khiến cho đám học sinh trường Hogwarts một vé sang thế giới bên kia vì thủng màng nhĩ. Tuy thời lượng đám này xuất hiện trong phim không nhiều, nhưng cái mỏ hổn của tụi nó đã tạo nên thương hiệu. Bởi thế, mà nhà sản xuất của Hogwarts Legacy đã cho đám này hẳn một slot cameo góp mặt trong lớp thảo dược học để tra tấn lỗ tai những cô cậu phù thủy đáng thương chưa trải sự đời. Hộp nhà của giáo sư Snape. Đây là một chi tiết cực kỳ nhỏ mà bạn có thể bỏ qua nếu không để ý. Khi làm nhiệm vụ cốt truyện chính, người chơi sẽ được yêu cầu đến phòng yêu cầu cùng với giáo sư Weasley. Trên đường đi, ta sẽ đi ngang qua bức tranh phù thủy. Nếu để ý, bạn sẽ thấy một hộp nhạc nằm gần bức tranh. Bên trong hộp nhạc là mô hình của giáo sư Severus Snape. Đây là một quả trứng phục sinh khá thú vị, vì trong thời điểm trò chơi diễn ra, thầy Snape khó ưa với mái tóc bóng lưỡng của chúng ta vẫn còn chưa mở mắt chào đời. Nói gì đến việc xuất hiện tại Hogwarts. Nhà ngục Azkaban. Azkaban chắc chắn là nơi mà không phù thủy nào muốn đặt chân đến. Nó là một nhà ngục nằm trên hòn đảo dưới biển Bắc, dùng để giam giữ những pháp sư bị kết án vì phạm tội. Đương nhiên, để tránh ánh mắt thăm dò của dân Muggle, nhà ngục này đã được ế một bùa chú nhằm che giấu nó.
Và trong Hogwarts Legacy, nếu bạn là một phù thủy có đam mê ngồi tù, bạn sẽ được vinh dự làm hẳn một tour tham quan nhà ngục Azkaban nếu muốn. Đương nhiên là điều này là đặc ân dành riêng cho những cô cậu phù thủy của nhà Hufflepuff trong một nhiệm vụ thôi nha. Mực khổng lồ tại Hồ Đen. Với đám rắn con nhà Slytherin thì mực khổng lồ là một thứ gì đó quá đỗi quen thuộc. Và nếu bạn có đam mê với những thứ to dài nhấp nháp với nhiều xúc tu, bạn có thể dễ dàng tìm thấy con mực to béo này trong Hogwarts Legacy. Cụ thể là bạn có thể bắn phép thuật vào cửa sổ phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để thấy cái xúc tu của nó. Nếu không phải người thuộc nhà rắn, bạn vẫn có thể nhìn thấy xúc tu của bé mực nhô lên khỏi mặt nước khi cửa chổi quanh lâu đài trong lớp học bay. Quý ngài Nick suýt mất đầu. Với đám phù thủy trường Hogwarts thì chắc chẳng ai lạ gì với mấy con ma lãng vãng trong trường, mà đặc biệt nhất hẳn phải là Nick suýt mất đầu. Trong Hogwarts Legacy, Nick suýt mất đầu cũng có một vai diễn nhỏ trong trò chơi. Và còn thú vị hơn là Nick được lồng tiếng bởi diễn viên gốc trong phim. Phineas Nigelus Black là tổ tiên của Sirius Black. Đám phù thủy theo học Hogwarts chắc chắn không ưa vị hiệu trưởng chánh chòe lại ưa nói nhiều Phineas Nigelus Black. Thậm chí về sau ông ta cũng được gọi là vị hiệu trưởng ít được yêu thích nhất của trường Hogwarts. Tuy nhiên, chắc chắn sẽ có không ít phù thủy nhỏ ngạc nhiên khi biết rằng ông hiệu trưởng kiêu ngạo này lại chính là tổ tiên của chú Sirius, mụ Bellatrix và bà Narcissa. Cụ thể hơn thì Sirius Black là chắc trai của ông ta. Bên cạnh đó, các gia tộc thuần huyết cổ xưa, nhà Malfoy, Lestrange hay Weasley đều có cùng tổ tiên xa là Phineas Nigelus Black. Gareth Weasley là tổ tiên nhà Weasley. Với đám phù thủy Hogwarts thì chắc ai cũng biết đến câu chuyện về Harry, Ron và Hermione. Vậy nên lúc nhập học tại Hogwarts cách đó trăm năm, đứa nào cũng nô nức đi tìm tổ tiên của người nổi tiếng để làm quen. Dù không tìm được người nhà của Harry, thì những phù thủy nhỏ có chút an ủi khi tìm được tổ tiên của Ron. Cụ thể hơn, tổ tiên của Ron Weasley chính là cụ Gareth Weasley, một học sinh nhà Gryffindor mà bạn sẽ gặp trong lớp độc dược. Có thể thấy cách đó cả trăm năm, mái tóc đỏ cùng dòng máu hài hước đã được Gareth phát huy cực tốt để sau này đám Bill, Charlie và anh em sinh đôi kế thừa hoàn hảo. À, Percy là trường hợp ngoại lệ. Lối vào phòng chứa bí mật. Đúng thế, nơi gieo rắc bao sóng gió trong tập Harry Potter và phòng chứa bí mật, kiểu gì cũng sẽ có một slot gấp mặt trong phần game Hogwarts Legacy. Nhưng hơi tiếc là nhà sản xuất chưa đủ kinh phí hay sau đó, nên phòng chứa bí mật vẫn chưa xây xong. Vì vậy, những phù thủy nhỏ ở trường Hogwarts không thể có một cuộc chiến nảy lửa với tử xà Basilisk được. Nhưng nếu vẫn muốn thỏa chí đam mê thì đừng lo, vì bạn vẫn có thể đến chỗ lối nhỏ của phòng chứa bí mật để check in nếu muốn. Lối vào của phòng chứa bí mật sẽ nằm ở nhà vệ sinh nữ trên tầng 2, cụ thể là nơi con ma Myrtle khóc nhè ngấm củ tỏi. Nhưng rõ ràng, lúc này Myrtle chưa thể xuất hiện ở đây. Chiếc cốc lửa. Trong Harry Potter, ta thấy giải đấu tam pháp thuật xuất hiện một lần trong tập Harry Potter và chiếc cốc lửa. Nhưng thật ra giải đấu này đã được tổ chức rất nhiều lần trong giới phù thủy từ thế kỷ 13. Và vì điều đó nên trong Hogwarts Legacy cũng chẳng thể thiếu một quả trứng phục sinh nho nhỏ về nó. Cụ thể là nếu bạn vào bên trong phòng truyền thống, ta sẽ thấy được chiếc cốc lửa của giải đấu tam pháp thuật được trưng bày ở nơi này. Không biết trong tương lai, nhà phát hành Hogwarts Legacy có định cập nhật giải đấu tam pháp thuật vào game cũng nhỉ? Nơi Hermione đấm vỡ mồng Malfoy. Nếu là fan của Harry Potter, chắc chắn bạn sẽ không quên được cảnh Hermione cho Malfoy một cú đau điếng trong tập phim Harry Potter và tù nhân Azkaban. Cú đấm huyền thoại đó được thực hiện trước một tảng đá gần túp lều của bác Hagrid. Nếu có nhu cầu đến đó tham quan hay diễn lại cảnh quay huyền thoại đó, bạn cũng có thể ghé thăm tảng đá đó trong Hogwarts Legacy ở bên ngoài khuôn viên trường. Bảo bối tử thần. Trong phần Harry Potter và bảo bối tử thần, ta sẽ biết ba tạo vật ma thuộc sở hữu sức mạnh khổng lồ tương truyền do thần chết tạo ra là viên đá phục sinh có thể triệu hồi linh hồn người chết, áo khoác tàng hình giúp người khoác tàng hình và đũa phép công nguội bất khả chiến bại. Đương nhiên, ba món bảo bối này cũng được góp mặt trong Hogwarts Legacy. Cụ thể hơn là trong bài kiểm tra của hộ vệ thứ ba, ta sẽ được nhìn thấy ba món bảo bối tử thần. Theo thứ tự của nhiệm vụ, ta sẽ được tiếp xúc với áo choàng bí ẩn, viên đá bí ẩn và đũa phép bí ẩn. Đáng tiếc là theo dòng nhiệm vụ, chúng ta chỉ được tiếp xúc chứ không thể sở hữu hay sử dụng các bảo vật này. Cũng dễ hiểu, bởi vì nếu thế thì nhân vật chính sẽ trở thành vô địch thiên hạ và gần như có thể thống trị luôn thế giới phù thủy chứ chẳng đùa. Trận chiến huyền thoại của Hogwarts. Trong phân đoạn mở đầu của Hogwarts Legacy, có phân đoạn bạn và giáo sư Fig bị đám tượng đá vây quanh và phải chiến đấu cực kỳ vất vả. Phân đoạn đó được lấy cảm hứng từ cuộc chiến huyền thoại trong tập cuối của Harry Potter. Cụ thể hơn là cảnh giáo sư McGonagall sử dụng phép Pia Totem Locomoro để thức tỉnh những chiến binh đá bảo vệ trường Hogwarts. Ngoài những Easter egg trên, trong Hogwarts Legacy còn có hàng chục những bí mật nhỏ khác. Chẳng hạn như bạn sẽ nhìn thấy một con cú giống hệt con Hedwig của Harry ở tháp Thiên Văn, vô tình nghe thấy tiếng quạt Snitch vàng bay trong khuôn viên trường, bộ ba phép thuật hắc ám mà quý ngài không mũi sử dụng.
những bức chân dung ngủ gật, bà béo, tám người biết nói hay con phượng hoàng lửa Fox của cụ Dumbledore. Xin lưu ý rằng những gì được liệt kê trong video là do mò tôi tham khảo và góp nhặt từ cộng đồng quốc tế. Nhưng đây vẫn chưa phải là toàn bộ Easter Egg xuất hiện trong Hogwarts Legacy. Nếu bạn phát hiện còn Easter Egg nào mà mò tôi chưa đề cập thì để lại bình luận bên dưới để tất cả mọi người cùng khám phá nha. Giờ thì tôi là Mò Game, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!